Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại channel Tấn Tài Gaming ha. Hôm nay thì chúng ta sẽ chơi một cái tựa game One Piece có tên là Rock Root. Về lối chơi thì theo mình thấy rất là đơn giản luôn và cực kỳ dễ cày nha. Ở đây anh em thấy mình có tới 1.300 gem không? Do lúc đầu vào mình có nhập hai cái code sẽ hiển thị trên màn hình luôn nha. Nếu mà anh em nhập không được thì có khả năng nó đã hết hạn. Tại vì khi mà đăng cái clip này lên á, mình không chắc là nó còn xài được anh em ạ. Trước khi mà đi cày cuốc á thì chúng ta phải quay chắc quỷ phải không nào? Ở đây có cái rương nè. Tỷ lệ ra vật phẩm là 78%, tỷ lệ ra chắc quỷ là 14%, tỷ lệ ra vật phẩm sự kiện là 7%, vật phẩm bí ẩn là chấm hỏi nha anh em. 250 là mở được 5 lần. Chơi thôi. Xui dữ vậy. Không có chát quỷ anh em ơi. 14% có phải là khó lắm đâu trời. Ê, có được cái bơm kìa. Lại là chát quỷ bơm. Ngoài ra thì rất rất là nhiều những cái vật phẩm gì nhìn kỳ lạ cực kỳ nha. Nói chung là mấy cái món đó đều có công dụng hết anh em ạ. Tại vì mình mới chơi nên là chả biết thôi. Vào trong túi nè. Anh em nhìn đi. Được hai cái bơm. Để mình coi thử chiêu thức như thế nào nha. Ăn vào thôi chứ chờ đợi gì nữa. Như lúc đầu mình nói là game này cực kỳ dễ cày nha anh em. Trời đất ơi. Tiêu diệt con quái lên 57 cấp. Ghê thiệt. Từ từ, đợi mình tí, nâng vào điểm chắc quỷ luôn. 388. Đấy. Người chơi hệ chắc quỷ mà. Ủa sao nó không để chiêu thức ở bên mé ta? Vậy là chắc mình phải mò rồi. Nhấn cái nút Z thử nha. Ui, hiệu ứng ghê vậy. Đỉnh phết đó chứ anh em, giỡn đâu. Cái bơm kia là làm hiệu ứng đỉnh nha. Mà mình nghĩ đó là một chát quỷ cùi trong cái tựa game này thôi. Tại vì khá là dễ mua ra nè mà. Thanh niên này không có chát quỷ thì sao chạy đấm thường tội thế. Nhìn nè. Có chát quỷ cái cày phải re anh em ơi. Chỗ này thì chúng ta sẽ dùng cái quả cầu màu xanh và 500.000 Billy để mua cây katana. Trời, có cây katana mà cần nhiều Billy vậy. Vãi thiệt. Không biết là có chỗ mua chát quỷ bằng Billy hay không ha. Mình mới vừa chơi là cũng không có rành lắm. Ờ, xài thử chiêu khác coi. Nãy giờ mình sử dụng có cái chiêu Z rồi anh em ơi. Nâng tí máu đi ha. Mấy con quái đó rồi, mình cái là bay màu à. Nên là phải nâng thêm máu. Rồi ok. Xài chiêu ít. À, tạo ra những cái vụ nổ về phía trước. Trời, có cả chiêu C nữa anh em. Đặt bom. Anh em nhìn đi. Trong cái phạm vi màu đỏ này á, người nào mà đạp vào cái bom thì nó sẽ phát nổ. Ủa, không cần đạp vào luôn hả? Nó tự nổ anh em ơi. À, mình có thể kích hoạt luôn nha. Chẳng hạn mình đặt cái bơm chỗ này đi. Đó, rồi mình nhấn nút C thêm lần nữa là nó sẽ phát nổ. Trời, hay nha. Chiêu chát quỷ làm khá là chi tiết á chứ anh em, giỡn đâu. Có nhiều game họ làm cái bơm còn không hay bằng game này á, thực sự. Hiệu ứng cũng đẹp mà, anh em nhìn đi. Nó rơi ra quá trời cái miếng thịt nè anh em. Thịt xông khói. Ủa? Bỏ thịt xông khói lên nướng nè, vậy. Trời đất. Đánh quái rơi ra thịt nướng ăn cứ lên cấp ầm ầm như thế này à. Mình phái cái chiêu đặt bơm nè. Ủa mà còn chiêu gì khác không ta? Chẳng hạn chiêu V.
Trời ơi, có cả chiêu V anh em ơi. Chiêu B coi. À vậy là tổng cộng có 4 chiêu Z, X, C, V. Mình cứ tính nó là có 3 chiêu thôi chứ. Chiêu V là phát nổ nha. Cái bơm hay vậy. Khi mà tiêu diệt mấy con quái này, nó có rơi ra mấy cái quả cầu màu đỏ nè anh em. Vậy là tiêu diệt mấy cái con trên đây, nó sẽ rơi ra quả cầu màu xanh. À có để nè. Mấy cái game như thế này chơi khỏe ở cái chỗ là không cần phải nhận nhiệm vụ anh em ạ. Ui mạnh thế. Vậy mà mình chưa tiêu diệt được luôn nè. Vậy xài chi V coi. Bay màu liền. Sau một hồi cày cuốc á, thì anh em nhìn vào cấp độ của mình nè. Nó đang lên một cách không ngừng nghỉ nha. Lý do là mình qua bên cái hòn đảo kia kìa. Đánh mấy con quái này. Trời ơi, mấy con này phải nói là cực kỳ nhiều kinh nghiệm luôn nha. Tuy là mình tiêu diệt không có nổi. Đây. Nhưng mà chỉ cần mình đánh đủ đam thôi, người khác họ tiêu diệt là mình cũng được kinh nghiệm luôn. Ý có mắt diều hâu nè. Hồi nãy giờ mình không để ý. Nó sẽ bán cho ông ta cây Yoru với điều kiện là cần có một con mèo, một cục đá, một trái chuối, một cái mặt nạ hề và một viên ngọc màu xanh. Ý, mấy cái món này như quen lắm anh em ơi. Một con mèo, một cục đá, một trái chuối, một cái mặt nạ nè và ngọc màu xanh. Còn lại thì Bailey mình có đủ hết trơn rồi mà. Mấy cái món này thì lúc đầu mình mở từ cái rương nha anh em. Mua thử có được không? Chẳng lẽ là phải lấy nó ra ngoài ta? Mình đã lấy ra đủ rồi nha. Vẫn không được anh em ơi. Để mình kiểm tra lại. Ê, hình như là cái trái chuối của mình nó bị hư anh em ơi. Đây nè. Có ruồi bu được các kiểu nữa. Chắc phải là trái chuối bình thường. Sau khi nghiên cứu thì trái chuối ngay chỗ này mới đúng nè. 1% rơi ra. Chứ không phải là trái chuối bị thúi của mình anh em ơi. Thằng chi mua hoài nó không bán cho mình cây Yoru. Anh em đợi nha. Để mình đánh mấy con này. 1% thì cũng không tới nỗi khó lắm đâu. Tại vì ở đây tới có 5 con khỉ mà. Chẳng lẽ mình đánh hoài nó không rơi ra cho mình trái chuối anh em. Nói chung tới thời điểm hiện tại thì mình cũng được gọi là mạnh mạnh so với mấy con khỉ này rồi. Nên cái việc farm cũng rất là dễ. Rồi ok. Cũng không có tốn nhiều thời gian lắm anh em ơi. Mình đã lấy được trái chuối. Ủa? Chưa, hình như là mình còn để bên ngoài. Đây nè. Cất vào liền. Anh em thấy chưa? Trái chuối này nó thuộc dạng quyền thoại chứ không phải là như trái chuối nó bị thúi. Là chỉ thuộc dạng re thôi. Trời đất. Giờ thì quay trở về đảo Tân Thủ thôi. Mấy cái món vật phẩm khác mà cái con mắt diều hâu nó cần á, thì anh em cũng kiếm vòng vòng ở trên những cái hòn đảo nha. Tính ra cũng hên đó chứ. Lúc đầu chơi nhập code vào mở rương, nó cho hầu hết là gần đủ nguyên liệu hết trơn rồi. Chỉ thiếu trái chuối thôi. Đây. Giờ thì nói chuyện với mắt diều hâu. Ủa, không được hả? Vậy chắc là phải lấy ra bên ngoài nè mà. Cục đá. Ủa, cái mặt nạ này đâu phải không? Cái này mới đúng nè. Còn thiếu gì nữa không ta? À, cái viên ngọc màu xanh anh em ơi. Cái viên này là dễ kiếm nhất. Anh em lấy ở đảo Tân Thủ đánh mấy cái con quái ngoài kia kìa. Giờ nói chuyện thử coi. Đấy, anh em thấy gì chưa? Mình đã có được Yoru anh em ơi. Admin họ làm cái lưỡi kiếm anh em thấy cũng rất là chi tiết luôn.
nhìn cứ như là cái kiếm này được xài rất rất là nhiều lần rồi đó, nó bị bong màu rồi đó em, nó bị bong cái màu đen ra còn cái màu trắng trắng của cái lưỡi kiếm. Trời ơi, đẹp đó chứ, không ngờ là có được vô ru luôn á nè. Mà thật sự ban đầu hên, trời ơi, mở ra gần như là đủ hết nguyên liệu rồi. Còn nếu mà anh em không mở được đủ nguyên liệu giống mình á thì có thể đi kiếm mấy con quái để đánh. Mấy cái chỗ bảy quái á, thường nó sẽ để rơi cái món gì á, anh em cứ kiếm mấy cái bảy quái mà nó rơi đúng cái nguyên liệu anh em cần thì đánh thôi. Chiêu Z. Trời ơi, ghê chưa? Quá đã anh em ơi. Nhưng mà đáng tiếc mình chưa có nâng điểm kiếm. Chiêu X. Hiệu ứng đẹp nha. Nhưng mà chiêu thức thì nói chung cũng không có gì lạ lắm, tại Yoru mà rất là nhiều game quen biết họ làm chiêu giống giống như thế này. À, chiêu C có không? Ui, có chiêu C luôn chứ. Chiêu V. Có chiêu V luôn nha. Ôi, nhiều chiêu vậy. Hết rồi anh em ơi, ZXCV. Vũ khí thì mình cứ tính chắc quỷ không á. Xài lại chiêu V coi. Trời, ghê vậy. Đâm lên cái xong chém ấy nè ạ. Tụi game này làm chiêu hay quá anh em ơi, thật sự luôn. Làm chiêu hay lắm. Quá đỉnh. Đây mấy cái con này đánh lấy cái viên màu xanh nè, 10% rơi ra. Game này chắc cũng có haki đồ nhỉ, nhưng mà chưa biết học ở đâu thôi. Tại vì nói chung mình cũng mới vừa chơi nữa mà. À, giờ là mình vào xe và VIP rồi nha. Lúc nãy ở ngoài xe và thường á thì cái bãi đánh con khỉ lấy trái chuối á, có nhiều người họ đánh quá nên là mình phải vào xe và VIP mình đánh. Khỏi tranh giành với ai. Tôi nâng max điểm kiếm chắc chém đã lắm anh em ơi. Để mình coi tải điểm được không. Ý được nè. Trời, hình như là tải điểm miễn phí luôn hay sao anh em ạ. Nâng hết điểm vô kiếm luôn. Rồi, ok. Để coi xài chiêu như thế nào nha. Người chơi hệ vũ khí. Trời ơi, đánh với con quái mất máu kìa. Được phết đó chưa nè em. Mấy con này á, lúc đầu á mình phải nhờ mấy thanh niên trong xe vào đánh, mình chạy là mình gây đam thôi. Nhưng mà bây giờ tự đánh được luôn rồi nè. Khỏe nha. Chiêu Yoru hay quá anh em ơi. Giữ khoảng cách tí là mình tiêu diệt được tụi này à. Nhiều kinh nghiệm lắm nha. Bu vô đây. Rồi xong, bay màu anh em ơi. Đó, nhìn kinh nghiệm kìa. Nó cộng rất rất là lâu luôn á. Hình như là có xuất hiện chát quỷ rồi nhỉ. Tầm 5 phút là nó ra chát quỷ lần anh em ạ. Theo thông tin mình thấy để là như thế. Xe vào 10 phút rồi nè. Vậy là chắc nó ra cái đảo nào á. Không có trên đảo này. Đảo hề bất ghi. Hình như lấy cây Yoru này cần cái mặt nạ của con hề bất ghi nè. 5% rơi ra đó. Nhưng mà lúc đầu mình mở rương nó cho luôn rồi nên là thôi. Sao chả thấy chát quỷ nào hết trơn vậy. Buồn thế. Mấy cây chuối nè anh em. Lúc đầu bị mấy cây này lừa tình, cứ tính nó là cây không, ai ngờ là con quái. Giờ có Yoru, trời ơi, tiêu diệt mấy cây chuối này dễ dàng. Nhào vô đây mà kiếm ăn. Bay màu anh em ơi. Do là không có nâng điểm máu nha. Mình đâu có nâng điểm máu đâu. Đảo này khá là nhiều cây nè.
Trời ơi, cái trang quỷ nó nhỏ xíu vậy sao mình thấy được em? Gặp đây là đảo cát nữa chứ. Đây đây, trác quỷ cát nha. Ui, mặt Minh họ làm hình dáng trác quỷ cũng chất quá ha. Nè, trái ớt nó cùng màu ở mặt đất á. Trời ơi, căng mắt rồi mới thấy nè mà. Ăn liền chứ chờ đợi gì nữa. Cuộc đời thay đổi liền anh em ơi. Từ trái bơm tiến hóa lên trái cát. Mà công nhận phù hợp á. Đảo cát xuất hiện trái cát luôn mới chịu. Đầu tiên là cái chiêu Z. Tạo ra những cái gai cát nha nè. Ê, nhìn cái đồ họa đẹp ghê á, thật sự. Đây nè. Đỉnh nha. Chiêu ít. Một cái lốc xoáy cát. Anh em đánh giá như thế nào về đồ họa của game này? Riêng mình thì thấy rất là chất á, thật sự. Được đấy. Chiêu C. Tạo một cái xoáy cát ở dưới chân chúng ta. Chiêu hồi hơi lâu tí nè mà. Nhìn cái hướng đẹp thiệt chứ. Chiêu V. Gì vậy? À, cầm một cái cây rìu bằng cát xong chém một cái. Hết rồi đó nè bạn. Hình như là chỉ có ZXCV thôi. Đa số là bốn chiêu thức nha. Thậm chí là vũ khí cũng vậy luôn. Rồi ok. Nói chung là hôm nay thấy cái tựa game Rock Root này nó cũng khá là thú vị. Nên là vào quay clip cho anh em xem. Công nhận hay thiệt. Lần sau có thể là mình sẽ chơi tiếp cho anh em xem nếu có cái gì hay ho. Giờ thì mình sẽ kết thúc video đây luôn. Tạm biệt. Hẹn gặp lại anh em trong những tập kế tiếp. Bye anh em.